xếp hàng từ từ nào. Ê, ăn đi. Nhanh lắm. Được rồi, bé gấu ơi. Đợi tí nào. Đi nè. Đi chơi thôi. Đây là gì vậy? Xin chào hai bé. Nhìn ngộ quá đi. Có cà rốt nè, củ cà rốt bự chưa? Làm cái gì vậy? Cái tên này tạo phản hả? Không được giận con nít biết chưa? Tụt cái mình nè, cắt cà rốt luôn. Làm gì mà nóng vậy? Tụt thiệt. Nghe nó kêu đi. Chuyện gì đó? Hồi nãy em thấy một con bé giận bự lắm. Nó còn dọa tụi em nữa. Sợ quá đi à. Hả? Là sao? Trời ơi. Tất cả là tại ngươi. Ăn thẳng nó đi à. Trời ơi. Mày lại đổ khùng đổ điên nó rồi. Chưa đây không cho ăn nữa. Chạy mau. Gì vậy? Mà con có hổ kìa. Mày làm sao đây? Này đứng yên. Đôi mắt của tôi. Có kính râm rồi. Đứng yên đây. Tao sợ mày. Nhào vô đây. Nằm mơ đi. Bà con mới lấy tôi. Anh có sao không? Anh sao người dám hả? Xem đi. Anh cảnh sát. Đứng yên. Đừng mà. Làm ơn đừng giết nó. Nè đừng đi mà. Hắn chạy rồi. Xong xuôi. Đau quá đi. Ây. Không, là mày sao? Cẩn thận vẫn thôi. Nè mày sao vậy? Nó xỉu rồi. Để tao băng bó cho mày. Đừng có buồn nữa nha. Tao vẫn thương mày mà. Tất cả là tại ngươi đấy, có biết không hả? Biểu diễn trò cho bọn ta xem đi. Dễ thương thật sự. Mình cái này phải thành công. Hả? Đặt câu nè. Tớ xin lỗi, tớ đã dành trọn trái tim của tớ cho em ra rồi. Thật sao? Đừng buồn nhá, rất tiếc. Đưa đây cho tớ. Mày, làm cái gì đây? Trả đây. Đâu có nhà mới đây xong mà. Đau lòng quá. Nè, đừng buồn nữa. Đừng có buồn mà. Mấy cậu không hiểu. Trời ơi, khóc rồi. Bỏ tay, có rồi. Nghe tớ nói nè. Hả? Thiệt sao? Đừng mà, đừng làm như vậy. Vậy mà nó phải thân, thân ai mới lo hả? Tôi được. Phải vậy chứ. Cái gì vậy? Đau quá. Để xem nào. Cô cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Không có gì. Tốt bụng quá. Bye bye nha. Anna, cậu đi đâu vậy? Cái gì vậy? Cậu đứng lại cho tớ cảm ơn đi mà. Ủa Lisa. Đồ bắt cá hay tay. Xem tôi giặt mặt cô nè. Này có chuyện gì vậy? Tớ không biết. Moa này. Ủa, là Anna tặng con tớ đó. Tớ có Lisa rồi mà. Hả? Chuyện này là sao Anna? Không phải mà. Không phải vậy. Mọi người hãy tin tôi. Gì vậy? Tôi có bằng chứng đây. Oh no. Không có mà. Trời ơi. Không ngờ cậu là con người như vậy. Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi không có mà. Hôm nay cô ấy không tới trường à? Nè anh cầm đi. Thôi cảm ơn. Đáng ghét. Vậy không cần cái mũ này nữa.
tôi đi đây. Tại sao cô ấy làm như vậy với mình chứ? Đó. Tiền công của mấy cậu đây. Trời ơi, nhiều tiền quá. Bọn họ làm cái gì vậy? Giải tán thôi. Trời ơi, tớ sẽ mua được đồ chơi mới rồi. Này Edward. Ôi da, gì vậy? Quá hàng lên sao chạy mau. Quá hàng nóng đấy rồi. Đó lại. Vui ghê. Ờ, gì vậy? Lisa, chúng ta bị lỗ rồi. Ôi trời ơi. Nói được không? Tôi về liền. Cho tụi tớ xin lỗi mà. Nghe nói vậy thôi. Chờ Alex nha. Anna, tớ hiểu lầm rồi. Xin lỗi nha. Ok cậu nha. Đó, đi vậy. Ha 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 ha!
rồi. Mẹ nó cũng sai quá. Trời ơi, tiền của ta lấy chứ đâu. Làm gì nhá? Ha ha ha!
may quá. Ôi ơi. Thích nói nổi. Yahoo, thật là vui quá đi mà. Wow. Sao lại khó thế nhở? Khó thiệt đó. Ok. Ơ kìa. Đẹp trai nữa. Trời ơi sao họ trượt dễ dàng thế chứ. Này chúng ta phải tiến tới hỏi bọn họ đi. Được rồi. Hỏi cái tình gốc. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Ôi giời. Thôi, bực thật đấy. Dơ mặt thật. Cố lên ạ. Sao không lại đây. À giữ thằng bầu này. Trời to quá. Tớ cũng là đồ đồ nè. Coi nè. Ôi trời Alex nhìn kìa. Hả sao đấy. May quá. May quá đây. Trời nó sập rồi. Hả? Chạy mau. Chạy mau. Chúng ta ổn rồi. Đưa xuống lại được rồi đấy. Thế nó là xong rồi. Thôi nó quay lại kìa. Trời cứu chúng ta vậy. Các cậu ơi cứu xong ơi. Cho mấy cái luôn. Mẹ thì sao? Kêu dài. Dừng lại. Chờ một tí nào. Không thở nữa rồi. Này em khuất tớ bảo đây. 1, 2, 3. Chạy thôi. Chúng ta ổn được đúng không? Không dậy đâu. Ôi trời ơi. Mấy đứa làm cái gì đấy? Chuyện gì? Cậu phải trả thù cho tớ. Ra là thế à? Mấy cái đứa biến thái này tao phải cho chúng mày một trận. Không phải như vậy đâu anh ơi. Em xin lỗi. Tao phải cho sấy sáu nòng vào đầu chúng mày. Đừng mà, em xin lỗi mà. Hả? Ai vậy? Anh hiếp kẹo của tôi hả? Sao bắt nạt bọn họ? Hay quá, bạn của chúng ta đây rồi. Mấy cái đứa này. Ném đi. Lên xe rồi, chúng ta đi thôi. Đứng lại mau. Chúng mày, đừng để tao bắt lại lần nữa. À, mọi người, chơi vui quá, về nhá. Trời, tốt thiệt đó. Ơi, chúng tôi xin lỗi mà. Trời ơi, quay vô đi đâu chứ. Cầm lông đó là của cô. Bỏ ra. Không bỏ. Nè mấy cậu ơi. Hay vậy. Lại đây nè. Hả? Gì vậy? Trời ơi. Một bàn đồ ăn luôn. Và khách sạn 137. Tôi tới đi. Tới đây. Cảm ơn nha. Không có gì. Ăn đi. Ngon quá đi. Anna. Gì vậy? Hả? Anna. Đến đây nào. Tới giờ về nhà rồi con à. Dạ. Bye bye mấy cậu nha. Con tới liền đây. Khoan đã. Cô đừng có đi mà. Tụi tôi đáng thương lắm. Phải mồi đáng ăn không đó. Nếu cô bỏ ở đây là chết đói luôn. Phải không? Đúng rồi. Làm ơn thương tình cho tụi tôi đi mà. Ba mẹ ơi, con mang hai người họ về được không? Được thôi con. Con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn cô. Thầy chơi tới rồi. Cho cái này vô là xong. Wow, ngon quá đi. Tôi không cắt sáo đâu nha. Ôi trời, con nhỏ ham ăn này. Dừng lại. Trời đánh chết bữa ăn có biết không hả? Hả, gì vậy? Ôi trời. Nè nhỏ kia, bớt làm trò khùng điên lại coi. Ngon quá đi. Ôi con mẹ ơi.
lẽ là cái sao gì liền ghê hả? Như vậy qua nhà không, qua nhà không, thôi chạy đi, lấy lẽ tôi thôi. Anna, Anna, cô chú ý sao đây, sao lại ngất hết đi như này? Xong xuôi rồi, chuồn nha, chạy lẹ. Hả? Cái con bánh bèo vô dụng này. Hả? Hai con gấu bông trong nhà. Sao nhìn trông lạ thế nhở? Cái gì đây? À, chuyển động à? Rõ ràng mới chuyển động xong. Này thì xem có buồn nữa không? Một đập. Phát nữa, phát. 18 phát. À, phát hiện ra rồi nhá. Chúng ta thấy rồi nha. Xin chào nha. Chào hả? Chào nè, chào nè. Ôi kìa, cẩn thận. Bây giờ chỉ như một đứa trẻ, hiểu không? Tôi không thể được. Cô bình tĩnh đi, tôi đi đây. Tiền hả? Quá tuyệt vời, sống lên, sống lên, sống lên. Có tiền đi chơi rồi. Tiền thật, tiền thật. Cái gì vậy này? Cái tên này. Ngon quá. Đi đến cái gì vậy hả thằng kia? Giả bộ không nghe. Không nghe nè. Có nhìn thấy người ta đang đứng không hả? Đụng trúng người ta cũng không xin lỗi nữa. Cậu làm tôi ướt hết trơn rồi nè. Cô, cái kem của tôi. Cô dám làm rơi cái kem của tôi hả? Cho cô một đấm. Làm sao? Trời. Cô, sao cô dám làm thế? Cái gì? Đúng thế kìa. Bỏ ra. Alo, ở đây, một cái túi. Cái cô ấy kem mặt rơi. Ôi trời, mày còn làm cái gì đây hả? Chồng là chồng buồn, cười chẳng lâu tướng mà khóc. Muốn tha hả? Quá rồi. Bây giờ cô sửa câu đâu đi rồi tôi tha. Không được, không được mà. Không được, không được, không được. Không được đâu mà. Làm sao? Ôi trời ơi, tôi biết rồi. Để tôi làm. Đi ra đi thêm đi. Này, mấy người không bắt ra cô ấy nhá. Lắm mồm thật, xử nó. Ok. Không, đừng mà. Quán con là mày muốn gì? Không được.
Sao? Đứng lại kìa. Dừng lại. Chúng mày không làm gì thế? Một đá, một cước, một đấm. Anna, em có sao không? Thì sắp được rồi. Anna, Anna, để thoa kem chống nắng cho em nhá. Anh sao mãi không ra nhỉ? Anna, cái này bị khó ra thế nhỉ? Hả? Vậy anh đi mua đi. Ok, đợi anh một tí nhá. Much, much, much later. Ở cái màu gì vậy? Ôi trời ơi, cái màu gì thế? Yêu mình, Ali. Hả? Đâu mất tiêu rồi? Trời ơi, đẹp quá. Hả gì cơ, thích thiệt mà. Trời ơi, một tí tiền tip vào nhảy lắm mới xong. Hello em, anh một tip cho em. Cảm ơn anh nha. Em đáng yêu quá. Trời ơi, Anna. Anh dám tiến tặng sau lưng tôi hả? Không, 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 Anna, anh xin lỗi. Còn dám chạy. Xin mày. Ái trời ơi, cứ kiểu lý phi dép tôi. Không, tôi không biết gì đâu nha. Làm ơn tha cho tôi đi. Đi cho tôi. Hãy cứu tôi đi. Trời ơi, với cả mũi rồi. Đó rồi. Làm ơn dạy tôi nhảy đẹp như cô được không? Tiền đây nè. Ok thôi. Yeah. Yeah. Thử liền cho nóng. Ai da. Cái gì nhỉ? Cái bụi rậm đó nó cứ sột soạt đấy chứ. Hay là có hai người bọn họ đánh nhau trong đấy? Mình phải chạy ra rừng bọn họ mới được. Hả? Anna. Con có thấy được chứ? Ổn rồi đó, cô học nhanh thật. Cảm ơn cô nha. Không có gì nè. Có chuyện gì vậy? Không nhảy nào. Wow, hay quá, nhảy chết đi. Cảm ơn mọi người. Mời đã mời cô gái. Anna, sao em phải làm cái gì hả? Anna, em đang làm cái gì đấy hả? Đi xuống mau. Kệ anh. Bảo vệ tiễn dòng. Vâng. Chạy đi xuống đi. Phiền phức. Đang xem nhảy hay. Ok hả? Này. Mất cỡ mới đi. Anna. Trời ơi, không thể nào. Anna, anh có hai vé này. Được thôi. Bực mình thế chứ. Có cách rồi. Anna, anh tới rồi đây. Đi đây nè. Đi thôi. Bọn họ tới chưa nhỉ? Đây, cho vào. Xin chào. Tôi có lại trang điểm này đang sale off 50% đây. Mua đi. Chúng mắn rồi. Để tôi thử xem nào. Wow, đẹp quá đi. Ê, em thật là trông rất là hợp với kiểu phấn này. Is that okay? Trời ơi, cái mặt của em bị sao vậy? Anh bỏ nó đâu vậy? Ghê quá đi. Không hiểu gì hết trơn. Đi coi nào. Ôi trời đất ơi, mặt của tôi. Sao ghê quá vậy nè? Thành công rồi. Rồi, tình thế con gái con đứa không biết make up à? Thấy được còn gì đây? Không phải mà, đừng cười tôi, đừng cười tôi. Anna, mình đi thôi. Được thôi. Cảm ơn anh nhiều.
Anna, chờ anh một tí. Anh có cái này này. Em thử bôi nó lên mặt đi. Kiểu gì cũng hết thôi. Cái loại xịn mà. Anna. Thật sao? Okay. Cảm ơn anh. Đi bôi thử xem sao. Wow, hết thiệt nè. Mình lại đẹp rồi. Đúng là chỉ có Alex thương mình. Alex. Anh tới đây. Đi đi em đi. Đi đâu vậy? Này đứa kia. Đi xe cậu gì à? Nhìn vào. Mình đi thôi em ơi. Let's go now. Đứng lại. Hả? Anna. Mặt của em. What? Trời ơi, em sẽ nhập trở lại rồi. Cái tên này. Thật kiếm bỏ ra.